xin chào tất cả các bác hôm nay giới thiệu với các bác cách phân biệt các loại hoa mộc để vì hiện nay thì mộc đang là một trong những loại hoa rất là giá trị nên là chị để các bác chưa biết cùng thảo luận và hiểu hơn về các loại hoa mộc chỉ có ba loại sau Loại 1 là mộc ta. Hoa vàng thường có 8 đến 12 lá. Loại này chiếm 95% trên thị trường. Tùy vùng trồng có thể gọi mộc Đà Lạt, mộc Thái Nguyên nhưng nó vẫn là mộc ta. Nên chia theo mặt hoa, mộc ta hoa trắng và mộc ta hoa vàng. Đây là loại mộc ta hoa vàng các bạn. Đấy. Loại 2 đây là mộc à, hoa trắng này, mộc ta hoa trắng, mục ta hoa vàng, và, đấy. loại thứ hai là mộc nhập khẩu từ Trung Quốc, đấy. nguyên cây chủ yếu nguồn gốc từ Đài Loan, nhận biết cây được trồng công nghiệp nên cây lớn rất nhanh, loại thường gặp nhất to bằng cổ tay nhưng cái bầu thì bé xíu, dù được nhập từ về trồng xuống đất 2 đến 3 năm vẫn dễ dàng nhận ra cái bầu đất cũ và cả chỗ dễ cũ phát triển không tự nhiên lá thường to lá to ít hoặc không có răng cưa vân lá nổi không rõ thân nhanh to nhưng nhìn rất non mịn màng khá giống thân cây đào non mặt hoa đa dạng khả năng thích nghi khí hậu kém da hoa thưa Đó. loại thứ ba là mộc rừng hoặc các cây cùng thuộc một họ với mộc hình na ná giống mộc nhưng nó là cây dại lá trơn như lá hồng xiêm hoặc lá có răng cưa biến hẳn thành gai nhọn hoa ít mùi thơm nhiều người thường quen gọi là mộc lai để chỉ những cây không đẹp nhưng những cây nhìn hơi khác khác hoặc một người bảo là mộc lai rồi số đông nghe theo có trường hợp phán định mộc lai để ép giá khi mua bán đính chính lại là không có mộc lai nhé các bác vì mộc cực kỳ hiếm ra quả tự thụ phấn trên một cây đã khó trường hợp thụ phấn chéo giữa hai cây khác lại còn khó hơn rất nhiều Hạt mang đặc tính lai like giữa hai loại nữa thì gần như không xảy ra Nghĩa là không có mộc lai like nào cả Chỉ do các bác tự suy diễn và áp đặt nó vậy thôi Phân loại mộc ta, nhiều bác xem trên Youtube hay đọc vài bài trên mạng nói rằng hoa mộc ta lúc mới nở màu vàng. Đây, hoa mộc ta mới nở màu vàng. Bung ra màu Trắng Đúng không? Bung ra màu trắng Hoặc ngược lại Có người nói với Mở trắng bung ra vàng Có người bảo Trời hanh khô màu trắng Trời mưa màu vàng Đều không chính xác Nếu có thì cũng số ít hoa trên cây Chứ không đổi Nguyên cả cây từ màu này qua màu khác Được đâu Trên thực tế mộc có loại ra hoa trắng Đây, Như các bác đang nhìn và có loại da hoa vàng thì hoa vàng thì sẽ vàng từ lúc mới ra đến lúc khô còn hoa trắng cũng vậy trên một cây luôn có cả hai loại hoa vàng và hoa trắng ở cây vàng thì tỷ lệ sen trắng và sen vàng trắng khoảng 80 đến 20 80 20 ở cây trắng tỷ lệ sen hoa vàng vào cũng vậy cả vườn trồng Loại trắng chỉ lẫn một cây vàng vào nhìn nhận ra ngay vì nó dài dòng chứ thực tế vì nói dài dòng chứ thực tế nhìn rất khác. Mộc hoa vàng cho mặt hoa vàng chanh vàng đậm, hoa to hơn và lâu khô hơn. À, hoa trắng mùi thơm như nhau, màu hoa vàng nên cây nhìn sang trọng hơn cây hoa trắng một chút, màu vàng tượng trưng cho vua chúa ngày xưa. Loại vàng này thì chậm lớn hơn, thân khá xấu, xù xì, gai góc, chứ ít cây thân láng mịn như loại hoa trắng. Một điểm nữa rất dễ nhận biết mộc da hoa vàng là mỗi tầng lá có 8 đến 12 lá. Đây, các bác cùng quan sát. Đây. Loại hoa trắng từ 4 đến 6 lá lá rất dày có xu hướng xoắn vỏ quế hoa mộc ra chủ yếu ở nách và lá và thân cành chỗ ra hoa cũng là nách lá lúc trước vì vậy với mỗi tầng lá từ 8 đến 12 lá cây sẽ ra nhiều hoa gấp rưỡi cây hoa trắng trong cùng điều kiện chăm sóc cũng đặc điểm cũng đặc điểm này nhìn tán cây cũng ưa nhìn hơn mộc trắng đôi khi quá ít lá, mộc loại mộc ta hoa vàng ít người trồng hoặc bán có nhà vườn bán hàng vạn cây giống nhưng cũng không có cây hoa vàng cả nào cả. Loại hoa trắng thì đang dần trở thành cây quốc dân, hoa thơm mà lại dễ tìm mua, dễ bán nên khắp nơi mọi người đều trồng, còn loại hoa vàng ít gặp hơn, chủ yếu người ta siêu tầm về vườn cho đủ bộ trồng vì sự khác biệt với mọi người, vì vậy cũng khó định giá hơn, tìm nguồn cung cấp cũng khó khăn hơn, có người trồng mộc nhiều năm cũng chưa trồng cây hoa vàng nào. Các bác mua hoặc bán không cần phải nói thêm là cần mua bán mộc ta, căn bản đều là mộc ta cả, không có mộc lai like đâu nhé. Cần gì phải trình bày hay quảng cáo của mình là mộc ta, còn cây mộc nhập nhìn nó khác hẳn. Đấy, tiền nào của ý bác nào không tìm hiểu mua với giá cao thì chấp nhận thôi Vừa rồi là vừa trình bày cho các bác cái cách để ta nhận biết các loại hoa mộc đấy. Nhất là mộc ta hoa vàng thường có 8 đến 12 lá loại Đây là loại hoa trắng này đấy. Hoa vàng Đấy. Và nhập mộc nhập từ Trung Quốc cây rất là to lá rất là mượt đúng không? Và mục nhập khẩu đây có nhìn thấy hoa này Đấy. cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp các ở các video tiếp theo